Em Quang đang cầm lái con Honda Jazz RS nha quý anh chị. Quý anh chị nào mà đang quan tâm con xe này thì hãy xem hết video này để xem em Quang trải nghiệm gì. Cái công nghệ em Quang khá khen trên con xe của nhà Honda này đó chính là EVTEC. Đó, quý anh chị thấy em, tuy là một con xe cỡ nhỏ nhưng mà quý anh chị nhìn thấy rất là thể thao ha, hatchback. Nó giống như là một con Honda CR-V cỡ nhỏ giá rẻ quý anh chị à. Hai cái vali 9 kg không? Tầm hai vali 9 kg nha quý anh chị. Đó, cũng rất là to chứ. Hiện tại em Quang đang cầm lái con Honda Civic RS và hôm nay em Quang sẽ gọi là test full chức năng Civic của RS con. Đâu ra không? Ôi lọ. Em Quang đang cầm lái con Honda Jazz RS nha quý anh chị, và quý anh chị biết rồi đó, em Quang đang trải nghiệm con xe này, và quý anh chị nào mà đang quan tâm con xe này thì hãy xem hết video này để xem là em Quang trải nghiệm gì đối với con xe này ha. Rồi, ok, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của siêu thị ô tô Hà Nội 389, và lại là em Quang Béo đây. Địa chỉ bên quanh là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km bến xe miền Đông cũ đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn gần khu đô thị Vạn Phúc nha quý anh chị. Và bên em Quang thì chuyên mua bán tất cả các dòng loại xe lướt đã qua sử dụng. Đó, thì quý anh chị nào mà đang có nhu cầu, xe không tai nạn cứng đụng nha, không lỗi luôn nữa, nên là quý anh chị nào mà đang có nhu cầu mua xe, tìm một địa điểm uy tín thì cứ đến bên em Quang. Rồi, thì chắc là cũng sẽ không dài dòng nữa, thì hôm nay trong video này em Quang sẽ đánh vài con xe mới về để đi trải nghiệm xe. Thì bây giờ là em Quang đang trải nghiệm con Honda Jazz RS này trước nha quý anh chị. Con này thì hôm qua em Quang đã có quay cho quý anh chị rồi. Con này là sản xuất 2019 đúng không Tiến? Em nhớ là 2019. Và bây giờ mình đang di chuyển ra chỗ quay ngoại thất của con xe này. Thì bây giờ em Quang sẽ nói sơ về cái chi tiết của con xe này. Đầu tiên quý anh chị có thể nhìn thấy là trên một con xe Honda Jazz RS chúng ta sẽ có một cái ga tự động đây. Đó. Rồi, ga tự động này vô lăng cũng được làm bằng da nè quý anh chị. Nhưng mà ghế thì vẫn còn là ghế nỉ nha. Vô lăng của chúng ta thì nó có một cái phần gọi là nhẹ quý anh chị, nó không nặng, nó rất là nhẹ ha. Đây, quý anh chị có thể nhìn thấy đây. Đó. Rồi, đó, quý anh chị nhìn thấy vô lăng rất là nhẹ, và nếu mà những chị em nào mà mua về để đi hàng ngày, đi chợ, đưa đón con thì đây là một trong những sự lựa chọn hợp lý. Rồi, cái tiếp theo mà em Quang đánh giá trên con xe này, một cái con xe thường thường là những kênh khác người ta sẽ là review về những cái tích cực trước, những cái mà công nghệ trước, những cái mà hay ho trên con xe, thì bây giờ Quang sẽ review cái người ta gọi cái gì Tiến? Ngược lại. Quang sẽ review ngược lại trước ha. Còn cái phần hay thì Quang sẽ để chút nữa Quang quay ngoại thất, em Quang sẽ nói cho quý anh chị xem. Trên con xe này về độ ga nhạy thì không có còn gì phải bàn cãi. Vô lăng thì nhẹ nhàng nè, ga thì nhạy nè, xe có sao nói vậy. Tuy là bán xe đã qua sử dụng nhưng mà mình sẽ review đúng như là em Quang cảm nhận như thế nào thì nói như thế. Đó là thường thường là đi trải nghiệm Quang sẽ review ba cái: vô lăng, ga với lại cách âm. Thì vô lăng, ga thì Quang cũng đã nói rồi. Còn về cách âm của con xe này thì nếu như mà xét trên thang điểm 5 thì em Quang chỉ cho con này thang điểm 2 thôi quý anh chị. 2 thôi. Nó không được cách âm tốt lắm. Cái thứ nhất là cái tiếng gần của mặt đường dội lên nè. Đó, khi mà mình chạy chậm thì mình không nói gì. Mà đường này đường đẹp nha quý anh chị, đường này là đường đẹp. Mà nó vẫn có một cái tiếng dội mặt đường dội lên, nó hơi ồn, nó hơi ù tai. Nếu như mà anh chị nào mà bị say xe mà đi con xe này thì nó sẽ hơi bị nhức đầu nha. Đó, thì em Quang cũng nói trước. Nếu như mà mình muốn chơi con xe này thì cũng có một cái biện pháp rất là ok. Biện pháp là quý anh chị có thể lên cách âm. Lên cách âm 3M, lên lại xịn thì nó sẽ giảm được phần nào đó đáng kể. Nói chung nó cũng sẽ đỡ hơn, đỡ ồn hơn. Rồi, về trải nghiệm con xe này thì em cũng đã nói rồi, công nghệ thì cũng nói hết cho quý anh chị rồi. Đây, công nghệ thì có traction control nè. Đó, rồi có ga tự động nè, một cái màn hình này hình như màn hình lên nha quý anh chị. Chứ zin của nó không phải màn hình này. Nếu như em có nói sai quý anh chị lên phần bình luận cho em Quang nha. Rồi, dàn lạnh thì vì bản này là bản RS nên dàn lạnh của chúng ta cũng là chỉnh cảm ứng hết luôn nha quý anh chị, chỉnh cảm ứng hết nha. Hơi nóng đúng không Tiến? Rồi, ok. Quý anh chị cho em quay xe. Rồi, quý anh chị, nếu mà quý anh chị nào mà biết con Honda gì ta, Honda City mà bản City Top á, phân cũ á quý anh chị. Đó thì cái này nó là bản Top, nó là dạng cảm ứng như thế này nè. Đó, cảm ứng hết y chang luôn, không khác gì hết. Nhưng mà nếu như mà để đánh giá nó quá dòm nó thì hiện đại thật á quý anh chị, hiện đại. Nhưng mà nó sẽ bù là nó bị hại điện nha quý anh chị. Tại vì nếu như mà cái thứ nhất em Quang sẽ nói về cái tích cực thì là giờ nó hiện đại nè, giờ nó cũng bấm rất là ok nè, dạng cảm ứng mà.
thì giờ nó xịn, sang xịn mịn, nhưng mà để mà an toàn thì em quay nghĩ là nút vật lý nó vẫn sẽ an toàn hơn là cái cảm ứng này. Bởi vì cái cảm ứng này mình bấm vào mình không có biết được, mình chỉ mình đang lái xe mà mình phải dòm vào cái này nữa thì nó hơi bất tiện một chút xíu đó. Thì cái này thì em quay cũng không có review nhiều về cái này. Nói chung cũng có người thích cảm ứng, có người thì thích dạng nút bấm vật lý. Em quay thì dạng, thích dạng nút bấm vật lý hơn đó. Thì nhìn nó đẹp quá anh chị, dòm nó đẹp, có dàn lạnh rồi. Ờ, dàn lạnh của Honda thì xưa giờ nó cũng như thế thôi. Đời 2019-20 nó lạnh cũng lạnh đó, nhưng mà nó lạnh hơi lâu, nó lạnh hơi lâu. Nhưng mà lúc sau này là lên những cái next gen mới sau này là lạnh rất là nhanh nha quý anh chị. Con này như là 2019, em quay nhớ mang máy, hôm qua em quay có nói là 2019. Rồi để chút nữa em quay kiểm tra lại thông tin xe nói lại cho quý anh chị nha. Đây, và quý anh chị hãy nhìn thấy em quay con xe nhỏ gọn, đánh vòng đánh đồ này nọ chạy rất là ok. Rồi để xem qua màn hình này chúng ta sẽ có những gì. Có APK để đau game nè, có CH Play nè, màn hình Android à, có Navi nè quý anh chị, Vietmap, Vietmap S1 nè, có YouTube nè, rồi không có Apple CarPlay, không có Android Auto. Rồi, chắc chắn là sẽ có Bluetooth nha quý anh chị, chắc chắn sẽ có Bluetooth. Rồi để quan xem có một cái camera hành trình nữa nè. Rồi cần số thì đã được chủ người ta bọc lại nè, không phải là bọc lại mà đúng không ta? À không, cái này là cần zin, sorry quý anh chị ha, cầm nhưng mà giờ làm da quý anh chị rất là đẹp ha. Đó quý anh chị hay nhìn thấy không? Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái cổng sạc đây, 12V HDMI rồi một cổng USB 1A. Rồi đây là chìa khóa của xe. Thì xe luôn luôn đầy đủ hai chìa khóa nha quý anh chị. Cũng có cả bệ tì tay đó, nhưng mà bệ tì tay này nó hơi thấp. Nếu so với em quay mà em quay ngồi để bị tì tay như thế này thì nó sẽ hơi bị nghiêng một bên, chúng ta có thể nhìn thấy nè. Tại vì nếu đúng bệ tì tay là cái bệ tì tay nó phải cao một chút xíu nè. Như thế này mình mới gọi là bệ tì tay, còn cái này chắc nó là bệ tạm thôi. Chị nhìn thấy không? Rồi một cái hộp để đồ nhỏ nhỏ. Nói chung con xe này thì thiên về để quý anh chị đi hàng ngày đồ này nọ nên chạy nó cũng nhỏ gọn thôi. Công nghệ nó cũng sẽ không nhiều để những con xe mà giống như để quý anh chị đi xa. Như những con Santa Fe, Sorento thì nhiều khi quý anh chị đánh đi xa đúng không? Thì người ta sẽ trang bị những cái công nghệ an toàn lên. Còn những cái con xe này mình đi hàng ngày trong phố thì công nghệ an toàn nó cũng ít, nó không nhiều. Rồi chắc là Quang sẽ dừng ở đây để quay ngoại thất con xe này đi. Honda ZRS màu cam rất là đẹp. Và hôm qua thì Quang cũng đã quay con xe này cho quý anh chị xem rồi. Để lên đầu kia, dưới đây nó hơi mũi. Lên đầu kia nó đỡ mũi hơn. Ok quý anh chị thông cảm xíu nha. Hôm nay trời mát. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Thì kính chúc quý anh chị ngày Chủ nhật thật là vui vẻ nè, hạnh phúc bên gia đình, cũng như là xả chết, chuẩn bị tinh thần cho một ngày làm việc mới. Đây mình sẽ qua bên đây, nó sẽ đỡ mũi hơn nha quý anh chị. Qua bên phía bên đây đi. Đây, rồi mình sẽ đậu ở đây. Rồi thì trong cái video lần này thì là em quay chỉ báo giá chi tiết tất cả con xe, vài con xe em quay vừa mới về. Thì nếu như quý anh chị nào mà thích xem trải nghiệm thì cùng em quay xem hết video này ha. Hôm nay thì em quay sẽ không quay báo giá xe trên showroom nha quý anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ bước ra ngoại thất để xem con xe này luôn, và em quay sẽ để máy cho quý anh chị xem. Rồi ok, nãy giờ chê cũng khá là nhiều thì bây giờ sẽ bù lại cho quý anh chị nào mà đang yêu thích con xe này. Đầu tiên mình sẽ xem ổ cộng bim đất đó của mình. À không phải, đây cho quý anh chị xem khoang máy trước. Đây Tiến quay khoang máy vô đi Tiến. Ai á? Ai? Đây khoang máy quý anh chị. Cái đầu tiên mà cái công nghệ em quan khá khen trên con xe của nhà Honda này đó chính là EVTEC. Hầu như là tất cả các xe hiện tại là cũng có cái công nghệ, hình như là cái giống như là sao ta, cái EVTEC này không được phân phối rộng rãi ở trên tất cả các hãng xe quý anh chị. Cái này nó giống như là bản quyền của nhà Honda luôn quý anh chị ạ. Kiểu giống như là nó sẽ là như thế này nè quý anh chị. Nó sẽ có là một máy nhưng mà 4 xi lăng đúng không quý anh chị. Thì nó sẽ có số vòng nhất định. Em quan ví dụ như 3.000 vòng đi, quý anh chị mà chạy dưới 3.000 vòng thì nó chỉ phun xăng vào 2 xi lăng thôi.
là quý anh chị sẽ tiết kiệm nhiên liệu rất là nhiều. Còn quý anh chị chạy trên 3.000 vòng thì nó sẽ phun xăng vào 4 xi lăng. Đó, thì cái đó là nó hơi thiên về gọi là tài chính kinh tế. Chạy rất là ngon, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và thường thường trên mạng cũng hay nói về những cái vụ EVTEC nè, chạy tiết kiệm nhiên liệu. Và nói chung là có cái mà hay con Civic Type R quý anh chị cũng hay trên mạng hay giỡn là kiểu như là kẻ gạt giò nhà bọt tre như thế nào á. Thì cái đó thì trên mạng em không rõ, nhưng mà nói chung là tại cái giá nó xem nhau nên người ta so sánh như thế cho vui thôi. Rồi, ốc chân máy rất là đẹp nè, ốc nắp capo nè. À sorry quý anh chị ha, xe hơi bẩn một chút xíu. Bẩn một chút xíu tại vì xe này hôm qua em Quang có nói rồi. Xe vừa mới về mà như hôm qua quý chị cũng đã nhìn thấy là bên xưởng em Quang là xe đang rất là nhiều, xe rất là nhiều ha. Nên là vẫn chưa dọn kịp, chắc là con xe này tầm khoảng thứ 2, thứ 3 là xong. Đó, thì sẽ dọn dẹp detailing spa tặng cho quý anh chị, gói detailing spa lên tới hàng triệu đồng nha quý anh chị, rất là ngon luôn. Rồi đây, xe thì bao hết cho quý anh chị, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước. Em Quang có xưởng bảo hành bảo dưỡng cho quý anh chị nên quý anh chị cứ yên tâm mà chơi xe này. Rồi về thiết kế vóc dáng, tiến lùi ra xíu cho quý anh chị xem thiết kế vóc dáng là tiếng. Đó, quý anh chị thấy không, tuy là một con xe cỡ nhỏ nhưng mà quý anh chị nhìn thấy rất là thể thao ha, hatchback. Mà cái đầu xe giờ cũng rất là đẹp tụi quý anh chị ạ. Mà khi mà mình ngồi bên trong mình cũng rất là dễ canh đầu, mình rất là dễ canh đầu ha. Đó, đó là một trong những cái mà em Quang đáng khen về con xe này. Đó, tiếp theo nữa là một bộ đèn full LED. Đây, một bộ đèn full LED là tiếng. Có cả đèn dummy nè quý anh chị, rất là đẹp luôn. Rồi form dáng thì quý anh chị nhìn thấy không, có nét đặc trưng của nhà Honda CR-V form 2014 cho tới form 2016-17. Đây, quý chị để ý đèn của con CR-V 24, 26, 17 nha, thì nó sẽ như thế này, nó sẽ cũng có một cái phần nhô vô như thế này. Đó, thì cái con trên con Honda Jazz nó cũng y chang vậy luôn. Nó cũng như thế này, nó vào như thế này. Đấy. Nó giống như là một con Honda CR-V cỡ nhỏ giá rẻ quý anh chị ạ. À. Rất là đẹp. Như là nếu như mà tiếng đứng ngay góc này, tiếng chỉ vô nè, chỉ vô cho quý anh chị xem là nhìn không khác gì một con Honda CR-V. Em Quang phải nói thật là như thế. Có cả đèn gầm luôn, đầy đủ hết. Và đặc biệt là con xe sở hữu nước sơn màu cam, nước sơn sang xịn mịn, cực kỳ đẹp và thể thao nha quý anh chị. Rồi qua tới bên hông đây, chúng ta sẽ sở hữu một bộ mâm phay hai màu rất là đẹp. Lớp thì để quan xem coi, lớp này là lớp Bridgestone. Đây, lớp này là đã thay nha quý anh chị, lớp 22. Đó, thì có sao nói vậy, mình không có giấu ha. Nói chung mà con này em quan nhớ là đời 2019. Thì để quan chết lại và để quan xem coi Odo con này là 64.000 cây. 64.000 cây thì là cái lớp phải thay là đúng rồi quý anh chị ạ. Rồi, tại vì xe cũng vừa mới về nên không nhớ thông tin, quý chị không cảm nha. Sản xuất 2019 và giá chỉ ngang ngửa một con Kia Morning bản thiếu thôi. Một con Kia Morning bản số sàn full, Hyundai i10 số sàn full đó, hoặc là số tự động thiếu. Con này em quan đang chào bán với mức giá chỉ có 416 triệu thôi nha quý anh chị. Thì chút nữa quan sẽ nhắc lại một lần nữa cho quý anh chị để dễ nhớ ha. Rồi bên hông đây quý anh chị đã được trang bị về che mưa, dán phim cách nhiệt nè. Ở đây thì cái này hình như đã được chủ người ta dán màu đen lên những cái con xe cho cứng cáp và thể thao hơn nè. Và đặc biệt là có cả body kit ở phía dưới đây. Đó, cái thanh lường ở dưới nhắc là chủ người ta ốp lên đúng không ta? Hay là zin ta? Hình như em quan nhớ là chủ người ta ốp lên đó chứ zin nó không có cái này. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái mức độ tiêu hao nhiên liệu đây, như là hồi nãy quan cũng có nói ha. Đây, EVTEC, đây là một trong những cái công nghệ rất là hay. 5.6 lít cho 100 cây thôi nha quý anh chị, rất là ít luôn. Rồi, đổ xăng RON 95, ta dán hình rất là dễ thương ha quý anh chị. Đèn đây, đèn hậu full LED. Nhưng mà đèn rẻ và đèn lùi vẫn còn là đèn halogen nha. Có cả camera lùi. Đây, tiếng lùi ra xíu tiếng. Quý anh chị có thể nhìn thấy ở phía dưới giờ cái con xe này có một cái bộ, có bộ body kit ở phía dưới đây nè. Nhìn nó khá là giống xe GDM, xe đua Nhật Bản quý anh chị. Đó giờ nó rất là thể thao và khí động học ha. Rồi đây EVTEC bản RS nha quý anh chị, Honda Jazz. Rồi. Và bây giờ quay sẽ mở cốp cho quý anh chị xem. Chúng ta sẽ sửa một cái khoang cốp khá là to. Có thể để đâu đó là khoảng 2 cái vali 9 kg không? Tầm 2 vali 9 kg nha quý anh chị. Đó, cũng rất là to chứ. Rồi cũng có cả cái tấm này. Đây là một trong những cái tấm mà em Quang hay nói với quý anh chị là đi mình đi mua xe đã qua sử dụng phải để ý những cái tấm này ha. Rồi con này để em Quang không có đăng kiểm, không biết con này máy bao nhiêu, con này hình như máy 2.4 gì đó. Quý anh chị nào mà biết thì cho em xin một phần bình luận nha. Rồi đây, đồ nghề đầy đủ hết nha. Đồ nghề ở đây thì bên em Quang đang lấy ra để vệ sinh rồi. Đây bánh sơ cua nè quý anh chị. Đó, bánh sơ cua. Để Quang xem coi, bánh này là đã hạ rồi nha. Bánh sơ cua này là đã hạ rồi quý anh chị ạ. Rồi.
Cái này thì để cho anh em vệ sinh sau đã. Quý anh chị đang dòm, ở đây là hình ảnh mọc nhất em Quang vừa mới về là quay cho quý anh chị luôn. Rồi trên cái phía đằng sau của con xe này cũng có một điểm em Quang cũng rất là thích đây. Đó chính là cái đuôi gió. Đây, quý anh chị nhìn thấy. Cái thứ nhất là giờ nó hơi hao hao giống như Ford Focus. Nếu mà quý anh chị nào mà về tín đồ của hãng Ford thì sẽ biết là Ford Focus có bản RS đó quý anh chị. Bản đúng rồi, bản RS, bản R á thì sẽ có không, bản S sorry quý anh chị, bản Sport. Chứ phải là bản RS nha em Quang nhầm. Đây, nó cũng sẽ có một cái đuôi gió như thế này. Đấy, rất là đẹp. Rồi, cái phần đèn nè cũng được thiết kế giống như con Honda CR-V luôn, không khác gì nhiều ha. Rồi, và đó là toàn bộ những gì em Quang review về ngoại thất con xe này. Và bây giờ em Quang sẽ vào nội thất cho quý anh chị xem một chút xíu ha. Nội thất, hôm qua em Quang cũng đã ngồi thử ghế đằng sau cho quý anh chị xem rồi đấy. Thì cũng hơi bị, nếu như mà em Quang ngồi thẳng lưng lên thì sẽ không bị đụng đầu gối. Nhưng mà khi mà mình ngồi mà kiểu như thoải mái thì nó sẽ hơi đụng đầu gối một chút xíu nha. Kiểu như mình ngồi mình trượt người ra đấy. Đã được chủ người ta trang bị sàn Simili nè. Đó. Rồi, ở đằng sau thì nó cũng vậy thôi. Không có gì nhiều nha quý anh chị. Và con xe này thì thiên về để đi, đi trong phố thì nhiều. Đây cho quý anh chị xem. Thiên về dành cho người ghế tài nhiều nha. Ghế tài, ghế phụ là chỉnh bằng cơm nè. Rồi phanh tay bằng cơm nè, vô lăng sorry quý anh chị, cần số thì là bằng da như lúc nãy em cũng đã review cho quý anh chị rồi. Vô lăng là bằng da, ga tự động luôn, đó đầy đủ hết thì cũng rất là ok. Nếu mà quý anh chị sử dụng con xe để đi Vũng Tàu cũng ok, nhưng mà em Quang xin nhắc lại một xíu, nếu mà quý anh chị mà có muốn sử dụng con này mà đi hàng ngày thì quý anh chị nên lên cách âm nha. Thì em Quang nghĩ là như thế, đó là một trong những cái khuyến khích của em Quang thôi. Công nghệ đồ cũng rất là nhiều, có cả Econ tiết kiệm nhiên liệu đây, chắc xin kinh cho nè, đầy đủ hết. ABS, EBD cũng không thiếu á. Hình như không có EBD. Đúng ta, nếu có quý anh chị bình luận lại cho em Quang nha. Gương gặp chỉnh điện, tích hợp xi nhan báo rẻ. Rồi, ok. Và đó là những gì mà em review về cái con xe Honda Jazz này. Chê cũng có và khen cũng có luôn. Đăng kiểm thì là tới tháng 11/2023. Và hình như em Quang nhớ không làm là đăng kiểm thì được gia hạn thêm. Rồi, ok. Thì em Quang sẽ nhắc lại đây là Honda RF sản xuất 2019 Odo 6 vạn và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá chỉ có 416 triệu thôi. Quý anh chị nào mà đang có nhu cầu quan tâm con xe này thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay cho 0813700900 để nhận được mức giá ưu đãi tốt nhất nha quý anh chị. Và thời lượng video cũng đã hơi dài rồi đúng không? Dạ, thì em Quang cũng xin kết thúc video tại đây đi. Thì em Quang sẽ ráng review nhanh nhanh một chút xíu để cho quý anh chị xem, giống như là để coi là có con xe nào mới về dọn xong thì đánh ra review cho quý anh chị ha. Thì hôm nay là trong ngày chủ nhật này, một ngày chủ nhật đẹp trời như thế này, hiện qua chỉ review nhẹ con Honda Jazz này cho quý anh chị xem thôi. Đó, thì nếu quý anh chị có đóng góp ý kiến gì để phần bình luận bên dưới cho em Quang nha. Rồi, cảm ơn quý anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại quý anh chị video tiếp theo. Bye bye.